Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại kênh mình nha. Anh em ơi, hôm nay mình có phân canh giữa đắp đê nè, đắp đê rồi sẵn phân cái nọc canh lại đặng mà đắp cái đê này cho thẳng lại nè anh em. Thì trong quá trình đắp đê nó có giữa hai anh em mình thỏa thuận nhau nè. Đấy, mà đắp đê này chỉ là đắp tạm thời để nhắm canh này, chỉ nhắm tạm thời thôi anh em, để mà đắp cái đê cho thẳng lại thôi. Để làm đê lớn lên, do cái miếng đất của mình bên đây là nó thấp, nó cao, bên này thấp thì đi nước quá, lũ lại quá lên xử lý lại. Thì bên đó thì ông anh ông kêu gắm đê là cái gắm nọc ganh mà không cho để giữa, để bên anh em. Để xuống cho anh em coi nè. Đây, đây là cái bộ tia laser tối nè, mới cắm được phần nữa nó hết pin anh em. Đây, còn đây là cái nọc ganh nè. Hay để chân giữa nọc ganh, ông anh không chịu. Không chịu để bên. Nhưng mà để một bên này thôi mình cũng chịu ý ông ha. Để nhắm cái đê cho nó ngay lại. Ngay lại chứ để cự cãi nữa thì cũng phiền phức quá. Sau này có đo đạc hay pháp lý lại thì mình sẽ tính khá lại ha. Bây giờ nhắm canh thì thôi để tạm thời gì anh em ha. Mà để gì thấy nó kỳ quá anh em. Để có một bên đấy. Anh dành anh kêu là cái nọc canh gì ở bên ảnh hết. Thì mình cũng để chiều thuế ảnh ha. Nhưng mà sau này pháp lý mà đo lại thì mình không thể nào để gì được ha. Phải canh phần nữa nọc canh ha. Đấy. Nào giờ thì mình thường thường ở dưới quê mình thì cái nọc ganh thì là phải để ngay chân giữa, ví dụ ngắm ganh ngắm nửa nọc ganh chứ không để kiểu này. Còn trên này ông anh mà ông nói đo muốn để giữa thì phải đo lại, mà khuyến có nhắm cái đê này không mà mình đo lại thì nó phiền phức quá. Thôi để đại gì đi, để nữa có đo đạt lại này nọ pháp lý thì mình sẽ vừa là bản đồ ha anh em á. Đây mình không muốn gầy cả, gầy để bên thì để không sao, chỉ lo cái đề cho nó ngay là thôi, đừng mà đắp lên cho nó bự, đừng đi nước, đừng xử lý lũ lai thôi. Giờ lũ lai quá trời rồi. Tối cắm được phân nữa, giờ chắc nhắm thêm cắm nữa, cắm cây sáng sáng này bắt đầu tiếp tục ngắm canh nữa. Đây. Tôi ngắm nè, cái nọc canh thì được anh Năm quy định là phải nép về một bên bên đây nè, đắt hết ha. Thì cái này nói chung là thỏa thuận với anh em thôi, tạm thời thôi chứ chính xác hay không chính xác ha. Thay vì để nọc canh ở dưới ha, mà anh em tôi vẫn chịu để ở đây luôn. Thôi em xui để nhắm vô, vô thì thấy cái đê hiện giờ nó nằm bên chết bên mía miếng lúa trên này nè. Cái đê thuộc về miếng đất cái này hết nè các anh em. Giờ mình sẽ đi quay dài chổng cho anh em coi luôn ha. Đi đây, anh em thấy mấy cái lối cắm này. Ở đầu này thì nó ra khoảng giữa đất hơn một phần đê ha. Đây. Mình đi dài trong coi ha. Đây. Ở đây thì nó quang miếng, còn lém đây miếng nè. Ở đây đắt bên nằm nè, bên đây đắt mình nè, nó qua xíu. Đa số phần đây này gớt về bên mình hết ha. Hết 98%. 95%. Đây. Cái này thì nằm ở được trên đây. Đây. Đây miếng. Ghi hình lại cho anh em đợi sau coi ha. Chứ đợi này mình xài nhiêu à? Xài thêm vài chục năm nữa mình nghĩ rồi, đời sau ai xài làm mình không biết ha. Canh gấp hiện thời mình làm gì ra anh em thấy không, mấy cái lối là nó cái đê hiện giờ đê cũ là nó nằm bên mình hết trơn. Cái lối tiếp theo thì nằm ở đây. Đây đi tiếp tục anh em ơi, anh em xếp hết clip cho mình ha. Rồi đăng ký ủng hộ kênh mình luôn nha, mình chuyên quay mấy gua ruộng lúa này cắm đê này kia hấp dẫn lắm. Đấy. Đây. Đấy. Này, cây tiếp theo này nó gớt qua đây, qua đất xuống khỏi bờ đê. Thấy không? Đó. Gì không chạy xe đâu gì? Đất tống bốn gì được không ta? Chút nữa Sơn chạy gớt hai thằng gì hả?
chạy đi bộ hai đi, hai đi bộ về luôn nha. Đấy. Đi bộ về nó mới có khác biệt. Đấy. Tớ cây lôi đó là qua rồi. Cây tiếp theo này nó qua luôn anh em. À, nó rớt xuống đê rồi. Đấy, rớt qua khỏi đất cái đê bên mình nè. Đó. Qua khỏi nè. Mình nhắm buổi tối mình nhắm bằng tia laser ha. Cái tia laser nắm được phân nữa. Nó hết pin. Mình vô sạc dự phòng mà mình quên kẹp vô. Còn ở ngoài này thì sáng thì mình dùng điện thoại zoom lên mình ngắm ha. Thì nó cũng rất là thẳng anh em. Đây, cây này thì nó qua được một miếng nè. Rớt xuống mà ruộng anh em ơi. Đấy. Đi dài dài vô mấy đây. Cho anh em coi. Qua mình hết hay gì? Đấy. Đây. Cái này thì rớt xuống ruộng luôn nè. Đấy cái đê bên đây nè. Cái đê bên mình đất đây nè. Còn đây là ga đây à. Rớt xuống bờ ruộng rồi nè. Đấy. Nói chung cái đê này là thuộc về bên phe mình hết nha anh em. Tại vì mình làm cái clip này với lại những cái phim này á, mục đích là để xác nhận ranh giới tạm thời để anh em đắp đê lại cái đê, bởi vì lúa mình hiện giờ là lúa lai quá nhiều. Đây cái này gớt, cái cây này thì gớt xuống ruộng luôn nè. Đó, theo nhắm tia laser với công nghệ đồ công nghệ mình nhắm ha. Đa số gớt ruộng nhiều, một số ít là một vài cây đầu dạt là nó nằm trên đê thôi. Lúa lai nhiều quá anh em, thành ra là bắt buộc phải ngắm và đắp cái đê này cho cao lên, giữ nước cho tốt mới xử lý lúa lai được. Rồi sẵn công hai chuyện ha, mướn cô bé qua rồi mình làm luôn ha. Đấy. Mình cắm 1000 thước cắm ba mấy cây. Đây nè, cho cô bé thấy nè, rất ruộng nè. Cái đê nằm đây nè, gần ruộng. Vậy là bấy lâu nay là đê này của mình nha anh em. Đấy. Đúng ra là ông chủ ruộng nằm bên đây phải mỗi năm là phải đưa cho mình mớ lúa. Thì cộng lại cũng nhiều lắm đó, tại vì mấy cây lúa nằm đây của mình là sát đê của mình nè, nè. Đó. Nè. Nè, nó rớt xuống đây nè. Đây đây nè. Rớt xuống khỏi thấy không? Nó mấy cái lúa này của mình nè. Mặc dù anh xã anh canh tác nhưng mà lúa là thuộc về bên đất mình là của mình. Ừ. Mùa đương bao được. Thỏm gại mà không biết giờ bao nhiêu mùa. Có cái cây này sao rớt ở đây dữ cái gì? Có cái này gai nhiều quá. Gai cũng cá tắc. Cá tắc. À. Bắt chuột đi chú Tốt quay phim, bắt chuột mình nướng được kia. Quan trọng là có chuột không á. Thằng nào mà bắt mình giờ bây giờ mình dí lại mình không cho ai bắt cho mình mà mấy anh em với cháu mình bắt thôi nè. Chơi không? Có kêu bố á. Đây. Đây. Qua mình chân anh em ơi. Nè anh em thấy mấy cái ló trước rồi thấy không? Đứng thẳng cho anh em đó nè. Và bên chúng ta hết đây. Nói chung cái đê này là thuộc về bên mình hết. Gì bắt chuột cái gì vậy? Gì anh bắt chuột cái gì vậy? Còn Phi Sơn vô cho mày chạy gì luôn mấy tao gỡ bộ luôn Phi Sơn ơi. Có một số cây lối này nè, nó nằm dính lên mấy đê miếng à. Ai dính lên mấy đê miếng à. Đa số phần đê này về bên mình hết ha. Bà con cô bác chơi cái nọc ganh để bên luôn đó nha, chơi ngon lành luôn á. Mà ngắm á. Cái sau này đo pháp lý là mình không chịu gì đâu nghe anh em. Đo cấm ganh tạm thời thì có thể chấp nhận được, nhưng mà đo ganh giới, móc ganh giới là phải để giữa cây nọc ganh nha. Mình không chấp nhận cái vụ mà để bên gì đâu. Khó coi lắm. Cây này thì có cây này nó im nè anh em. Ngắm là nó lên nửa đê nè. Đó, cây này thì chính xác nửa đê nè. Đấy, cái này nửa đê nè. Cái đê là không có một đê, cái đê là qua hai gang, hôm nay có công tắc cũng không nửa đê nữa, cũng lọt về mình hết hai phần nữa. Đấy. Chứ gì ganh gấp gì thì không tốt cho lắm ha. Cái ganh là cái lương tâm của mình đó nha.
lương tâm mình phải thẳng như cái mấy cái cây phóng ganh tia laser vậy nè, sống ở đời mới tốt nha. Đây, cây này thì cũng gần mấy đê nè ha. Đấy, gần mấy đê nè. Đó. Này, hay ha. Mình quay đủ từ tiền tới hậu luôn ha, cho anh em coi nha. Anh em thắng theo dõi clip mình nha. Đừng bỏ qua quảng cáo nha anh em. Đó, mình kiếm tiền mình gỡ lại vụ lỗ ba cái lúa dư nha. Đây. Đó. Nha, nó rớt qua đất ruộng chưa? Cái đê tròn lõm bên mình luôn, thấy không? Anh em mà không có quảng cáo là mình không gỡ lại ba cái lúa mà bị đất bị lắng đâu. Có quảng cáo thì mình gỡ lại. Ví dụ chục mùa, ba mùa đi, chục ba cũng được chục mùa. Chục mùa cũng được chục ba lúa. Lúa bây giờ là mình bán hiện thời là 9.450 ký. Bao 55 ký đó nè. Anh em nhân lên là mười mấy bao đó. Mà có thể hơn nha. Qua cái tắc nữa. Có chỗ là qua này tắc à. Đây, ganh này qua cái tắc, cái ganh bự. Đó. Coi như ba cái lúa này nè, mấy cái lúa này là của mình không nè. Đó. Đó, phần đất mình mà. Đó, gì ở bên mình nè, cái lối nè. Từ cái lối này nè, vô trong là bằng tia laser nha. À, bắn nhắm bằng tia laser cái cây lối bự trong cho trắng nha. Nè, tối tia laser tới đây hết pin nè. Đó nó qua nè. Đấy, nó qua gần có tắc mấy hai tắc. Tắc mấy hai tắc lúa mà hậu ngàn đó anh em tính đi. Coi nhiêu tiền. Đấy. Nó cài banh đê chân. Máy cắt cài banh đê chân ha. Đấy, đây qua nhiều anh em ơi. Dài trong này qua nhiều nè. Đấy qua nè. Ủa, qua nhóc chân nè. Cả gang tay nè. Đó anh em ơi, từ mí đê ra cái găng tay nè. Trời, lúa này là cái mấy cái lúa này của mình nè. Đó. Chưa lấy lúa bên bờ mương nữa, bờ mương của mình hết luôn á. Quay từ tiền tới hậu cho anh em coi. Ấy mà chơi cái độc canh không để ngay giữa độc canh á, để ngay giữa độc canh còn giữ nữa. Nhưng mà phóng tạm thời thôi anh em. Mà chơi vô đo đạt thiệt là mình không chịu gì đâu nha. Ở này có hang chuột nhiều lắm này gì? Biết sao không, lấy gơm á thổi vô. Ủa chuột này bơm nước lên đi bắt cái gì? Mời bơm nước vô, mời chú Tốt móc xong cái bơm nước lên cho vịt ăn á, đốt gơm á. Bữa hay bữa nó mới vậy. Như cái cây này nè. Qua một gang gữ luôn anh em. Một gang gữ luôn nè. Anh em thấy không? Này nè, một gang gữ nè, nè. Một gang thêm khúc nữa nè. Nó vô mới tới bờ đề nè, thấy không? Cây đó nè. Đấy. Này phóng bằng tia laser nha. Thì là giờ thường thôi. Có quà nhiều lắm anh em ơi. Đây. Ôi cái đê nó cong. Đây anh em thấy không? Dạy trong này nó cong dữ nữa anh em ơi. Ngoài cong hết ha. Đây, qua nè. Đó, qua nè thấy không? Đó. Đó, qua nè, thấy ghê chưa? Đó, đây anh em thấy nè, mấy cây trắng trắng chứ ta. Mấy cây cờ đó. Ngắm hẳn cho anh em coi nè. Đó, nó qua ha. Trong này là 4-5 tắc luôn nha. Dữ dằn luôn. Phóng ra mới biết anh em ơi. Đó, giờ biết nhiêu lúa của mình. Ông chủ đất năm nay phải đưa lúa cho mình mới đúng á. Đấy. Em thấy không? Cho mùa 2 bao thôi. Nãy ít 1 bao, giờ vô đây nhiều là 2 bao. 2 bao xiên luôn đó. Hậu 500 luôn mà, này tới 500 luôn. Này qua nè, anh em có thấy nè. Đấy, cái lối mình phóng nè. Rồi. Mấy tắc luôn. 2. Nè, 1 gan. 2 gan tay. 2 gan tay là chưa tới mí đê thôi. 2 gan tay mình có tính cũng khoảng cỡ 4 tắc. Đó. Trời ơi trời, thôi hết nói rồi. Đây.
Đây. Có khi nói ra thì mít lòng, nhưng mà không nói ra thì mình mất đi một số lúa. Ở đắp đê mình sẽ dời luôn nha anh em. Mình dời đây qua luôn. Mình cái yêu cầu cô bé móc đắp dời qua luôn. Dời thành này ví ruộng nữa, sau này mình xả lúa lên đây luôn nha. Đây. Đó. Ờ, trong này hơi nhẹ luôn nè. Này mấy gang? 1 gang, 2 gang, 3 gang, 3 gang mới tới mi đề. 3 gang mình gần 6 tấc. Yếu chưa? Yếu sinh lý chưa? Đây là bằng trong này bánh bằng tia laser nè. Tia laser tối thì quên để pin. Thì nó mang tính chất tương đó luôn. À. Đây nó nhảy qua nè. Đây. Một cái này khúc này ha. Khúc cứ đang nói 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang. 4 gang tay má ơi, 4 gang tay luôn trời. 4 gang tay nhiêu tắc trời. Tối tăm mày mặt luôn. À. Anh em thấy không? Đó, à, cái lỗ trắng đó. Đó. Đây. Quá trời rồi mấy em ơi, mấy con ơi. Quá gì dữ vậy nè trời. Vậy là một mùa lúa hai bao không chịu đâu nha. Cái này qua tới 4 gang tay lận. 4 gang tay là cũng phải có 7 tấc. Khúc trong này. Đó. Đấy thấy không? Đấy. Đây nè, hôm qua nè. Thời ơi, qua nè, tội nghiệp không. Đo luôn nè. 1 nè, 2 nè, 2 gang gửi nè. Chỗ cao nhất 4 gang. Đấy. Móc cái mương này nữa là mương mà nó không rớt qua mà nó ngược về nè. Đấy. Thời ơi, ít xỉu à. Ít xỉu cô bác ơi. Đây nè. Quá yếu lắm chứ. 1 gang, 2 gang, 3 gang. 3 gang 8. Đó. Chịu đợi nổi không? Ai chịu? Chị mà không canh ngoài thì để chịch bên nữa, để dân giữa còn qua nữa. Chịch ly điên chậm đó. Mày tạm thời thôi, sửa đây lại. Đây. Đây. Coi như là bên mình là không có lắng qua năm chung miếng nào cho nha. Đó. Ở trong này thì nó trở lại nè. Đây, nó trở lại đây nè. Còn có mấy tắc. Còn có tắc mấy. Đó. Vô đầu trong này mình qua có chút xíu à. Đấy. Cái này bắt đầu mình qua nè, mình lắng lại người ta nè. Có từ đây à, khúc từ đây nè, này giữa cũng về bên mình miếng nè. Mình cũng còn lọt qua miếng ha. Đấy, cũng có qua nhưng qua mình số lượng mình rất ít ha. Đó dài đây cái kêu gỗ bè nó ép cái đề xuống. Đấy. Vô đây cái mình ép qua. Vô đây gì mình nữa, xuống múc đất mình ép qua cái đề dưới mương này cho cái đề sửa cho ngày là cái đồng ganh. Hồi trước đây có cái trụ đá do anh Năm mình chỉ ha, là cái trụ đá này là ốc tiêu rồi, là ảnh cắm ha. Đây do anh ngắm từ cái trụ đá cũ đó, trong đó có cái trụ đá là cái ganh đó trên Năm ngày qua chỉ đó, là trụ đá cũ đó bắn ra đây thì nói cái trụ ganh này về bên ảnh hết. Anh yêu cầu là mình cắm là cao mép ngoài này cho không cho chấm giữa ganh, thì mình cũng cắm đây, cắm đây xong thì anh kêu là không tin thì qua trụ đá cũ, thì cái ranh giới móc ranh giới của đá cũ là anh chỉ thì mình đem ra đây mình ngắm. Cũ thì mình đem ra ngắm anh em. Đó. Đây là cái trụ đá cũ nè.
cái bờ kinh phía trái hậu nè đó, còn có hai cái sắt đó lên nè. Sau này mình sẽ giữ ha, giữ cái trụ đá này đó cho đời sau ha. Clip này mình up lên là đời sau vẫn coi được ha. Đó, nó up lên 10 cái kênh của mình luôn ha, 10 cái kênh truyền thông của mình luôn. Đây anh em ha. Đây. Như vậy là coi như là cái đê này á, cái đê từ đây ngoái á, coi như là thuộc về bên mình. Có một ít là ở đây thôi. Đó. Anh em thấy nó ngắm lại anh em thấy thẳng nè. Đó. Anh em nhìn thấy, nếu trên clip có nhìn thấy thấy cái đê thẳng nè. Thấy không? Đó, như vậy là thẳng gan luôn đó. Thẳng gan luôn, gì đâu có làm gì không. Đó. Bên đây nó cong qua mình rất là nhiều ha. Cong qua rất là nhiều. Như vậy là mình kêu anh Năm ra coi lại, bắt đầu mình sẽ tiến hành sửa đây luôn, múc ép đê lại, cái nào bên mình thì mình đồ qua luôn. Mình đồ qua đây luôn. Rồi mình ép xuống, còn mình múc bằng lại, mình xả lúa trên đây mình cắt nữa, có gì mới cắt ba cắt. Rồi mình lấy số lúa mình lại. Mấy hôm nay lỗ rồi. Đúng không? Đấy. Đây anh em coi nè, coi thẳng ra nè, coi cái hàng lối nè, cũng ngay lắm nghe đó, để ngay cái lối nè, nhìn ra cho anh em coi nè đó, giờ cũng thẳng gan đó, là ok lắm rồi đó. Này mình sẽ sửa đây luôn nha, và cái nào lọt lớt qua Năm Chung là mình sửa lại đó. Năm Chung để nó chút xíu cho cổng ra cho anh coi cầu đích này, đàng hoàng ấy. Rồi đi anh em ơi, thì cổng kiếm Năm Chung ra cho anh Năm Chung coi. Bây giờ mình điện anh Năm Chung nặng cho anh coi gần anh em. Điện không bắt máy gì nè. Rồi video cắm đồng vàng mình đến đây kết thúc ha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha. Đây. Coi như là chủ hai bên cũng đồng ý với cái đề này, thì tìm tiến hành múc thôi, cho Gobe vô, anh Gobe dõng anh coi đó, rồi nó múc sửa lại còn ngay ngắn lại. Rồi cảm ơn anh em nha, cảm ơn anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha. Đấy, anh em coi có gì sai sót thì anh em cứ comment bổ sung cho mình ha. Rồi tạm biệt hết anh em nha.